biên cương hải đảo xa xôi, từ cao nguyên đồi núi chập trùng, từ đồng bằng sông nước mênh mông, chúng tôi đi dài theo đất nước. Vì nhân dân trên đài sát lao, vì quê hương tổ quốc đẹp giàu, cùng đồng đội tiến bước cha anh, giữ an ninh bình yên tổ quốc. Chẳng ngày khó, chẳng ngày hiểm nguy, vì hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh tổ quốc. Vinh quang thay tổ quốc Việt Nam, vinh quang thay là người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân quên mình. Lời Bác thiêng liêng vòng mãi hàng năm, sáu điều Bác dạy công an nhân dân, rằng người chân lý là đuốc tiên soi, xây dựng lực lượng công an lớn mạnh lên không ngừng. Từ biên cương hải đảo xa xôi, từ cao nguyên đồi núi chập trùng, từ đồng bằng sông nước mênh mông, chúng tôi đi dài theo đất nước. Vì nhân dân trên đài sát lao, vì quê hương tổ quốc đẹp giàu, cùng đồng đội tiến bước cha anh, giữ an ninh bình yên tổ quốc. Chẳng ngày khó, chẳng ngày hiểm nguy, vì hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh tổ quốc. Vinh quang thay tổ quốc Việt Nam, vinh quang thay là người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân quên mình. Lời Bác thiêng liêng vòng mãi hàng năm, sáu điều Bác dạy công an nhân dân, rằng người chân lý là đuốc tiên soi, xây dựng lực lượng công an lớn mạnh lên không ngừng. Hải đảo xa xôi, từ cao nguyên đồi núi chập trùng, từ đồng bằng sông nước mênh mông, chúng tôi đi dài theo đất nước. Vì nhân dân chẳng ngại xa lao, vì quê hương tổ quốc đẹp giàu, cùng đồng đội tiếp bước cha anh, giữ an ninh bình yên tổ quốc. Chẳng ngại khó, chẳng ngại hiểm nguy, vì hạnh phúc của nhân dân, vì an ninh tổ quốc. Vinh quang thay tổ quốc Việt Nam, vinh quang thay là người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân quên mình. Lời Bác thiêng liêng vòng mãi ngàn năm, sáu điều Bác dạy công an nhân dân, rằng người chân lý là đuốc tiên soi, xây dựng lực lượng công an lớn mạnh lên không ngừng. Lời Bác công an lớn mạnh lên không ngừng. Thu Hằng và Lê Mai xin được gửi lời chào, lời cảm ơn trân trọng nhất tới tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự chương trình giao lưu nghệ thuật Những Đóa Hoa Trên Quê Hương Bác ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, những chiến sĩ công an trên quê hương Bác luôn nguyện làm theo lời căn dặn của Người. Đó chính là những sắc hương góp chung trong bức tranh muôn màu, làm cho đất nước mình, tổ quốc mình đẹp hơn, rực rỡ và yên bình hơn. Và kính thưa quý vị, 70 năm qua, các anh đã lập nên những chiến công để hôm nay các anh là những đóa hoa muôn sắc trên quê hương của Bác Hồ. Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam và 10 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là dịp đặc biệt để chúng ta dành lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã đem hết tài trí và sức lực, thậm chí cả tính mạng của mình trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Cũng chính bởi vậy mà chương trình giao lưu nghệ thuật Những Đóa Hoa Trên Cây Hương Bác ngày hôm nay là chương trình tôn vinh những điển hình tiên tiến xuất sắc, những chiến sĩ công an trên quê hương Bác Hồ, và qua đây cũng giúp cho chúng ta có thể hiểu hơn về những cái sự hy sinh thầm lặng của tất cả các anh. Và chương trình ý nghĩa này do Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Công an tỉnh và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp tổ chức. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu các quý vị đại biểu và các vị khách quý.
đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Xin được trân trọng giới thiệu đồng chí Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn sự có mặt của các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các đồng chí, ngay từ khi mới thành lập, lực lượng Công an Nghệ An gánh vác những nhiệm vụ gì, đáp ứng yêu cầu cách mạng ra sao? Chúng ta sẽ cùng điểm lại những mốc son của lực lượng Công an Nghệ An trong chặng đường vẻ vang của mình. Thời kỳ 1930-1931, đội tự vệ đỏ do Ban Thường vụ Trung ương Đảng được thành lập, trở thành mầm ươm và là tiền nhân của lực lượng công an. Ngay từ ngày đầu thành lập, giai đoạn 1945-1954, ti trinh sát Nghệ Tĩnh đã bảo vệ thành công cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội các cấp, tiếp tục đấu tranh chống ngoại xâm, chống nội phản và bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Từ năm 1954 đến 1975, ti công an Nghệ Tĩnh là hậu phương lớn của chiến trường miền Nam, đảm bảo mạch máu giao thông xuyên suốt trong giai đoạn đánh phá ác liệt của đế quốc Mỹ. Qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đã có trên 1.000 cán bộ chiến sĩ công an Nghệ An chi viện cho các chiến trường. Nhiều người đã anh dũng hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Thời kỳ 1975-1986, Công an Nghệ An đã làm thất bại âm mưu kế hoạch hậu chiến của Mỹ, ngăn chặn kịp thời các vụ gây rối ở biên giới, tích cực chi viện sức người, sức của cho mặt trận Tây Nam, triệt phá 686 ổ nhóm lưu manh, hơn 1.300 vụ án đã được phá. Từ năm 1986 đến nay, Công an Nghệ An đã đấu tranh ngăn chặn âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị. Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an Nghệ An đã khởi tố điều tra hàng nghìn vụ, bắt giữ nhiều đối tượng, triệt phá nhiều địa bàn phức tạp về ma túy. Công an Nghệ An đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Quý vị và các bạn vừa cùng nhìn lại những cột mốc quan trọng trong 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng công an. Kính thưa tất cả quý vị, trong hai cuộc kháng chiến, các anh chính là lực lượng nòng cốt trong việc giữ vững bình yên nơi hậu phương lớn và sẵn sàng lên đường tham gia chiến đấu tại các chiến trường. Và để hiểu hơn công việc của các chiến sĩ công an trong giai đoạn này, chúng tôi xin trân trọng mời hai vị khách mời đặc biệt là những thế hệ có nhiều đóng góp cho công cuộc xây dựng và củng cố lực lượng công an Nghệ An. Xin trân trọng kính mời lên sân khấu Đại tá Trần Phồn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An từ năm 1992 đến năm 2001, là một chiến sĩ cảnh sát giao thông thời kỳ chống Mỹ. Và xin trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Đại tá Hồ Văn Hiến, nguyên trưởng phòng Cảnh sát điều tra Công an Nghệ An. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai vị khách mời trong chương trình ngày hôm nay. Lời đầu tiên thì cho phép Lê Mai được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia với chương trình giao lưu ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho Đại tá Trần Phồn. Trong thời kỳ chiến tranh thì trách nhiệm đặt lên vai của lực lượng Công an Nghệ An là rất lớn, vừa là hậu phương cũng vừa là tiền tuyến, lại đảm nhận nhiệm vụ quốc tế với nước bạn Lào. Vậy Công an Nghệ An đã làm gì để hoàn thành nhiệm vụ của mình? Thưa các đồng chí, thưa khán giả xem truyền hình, trong 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp, Nghệ An là nơi trung tâm của các cơ quan dân chính đảng, của Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 4, của Bộ đội quân khu 4, của 4 trường công binh sửa chữa vũ khí đưa ra chiến trường. Nghệ An là nơi cung cấp lương thực, nhân tài, vật lực cho chiến trường Việt Bắc, cho chiến trường Lào, cho chiến trường Bình Trị Thiên. Với một vị trí như thế cho nên thực dân Pháp dùng không quân đánh phá vùng tự do mà trong đó Nghệ An là một trọng điểm. Cùng thời điểm đó vừa đấu tranh chống bọn phản cách mạng, chống tình báo gián điệp của thực dân Pháp, vừa chống tình báo của Nhật, vừa chống tình báo của Đặc vụ Thượng. Đó là chưa kể chúng ta phải xây dựng chính quyền trong một điều kiện như thế. Nhưng phải nói rằng Công an Nghệ An phối hợp với Quân đội Nhân dân,
với các ngành các cấp đã làm tròn nhiệm vụ của mình trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, thì Nghệ An lại là một túi lụa, và lực lượng công an đã lăn lộn cũng không kém phần ác liệt. Và kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công an Nghệ An được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công hạng nhất, Huân chương Kháng chiến hạng nhất. Riêng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì công an Nghệ An đã có 7 đơn vị, 4 công an huyện, 3 bãi quan xã và 4 cá nhân đạt anh hùng lực lượng vũ trang. Điều ghi nhận của Đảng và Nhà nước đó đã nói lên sự đặc hy sinh cống hiến của quan đối với hai cuộc kháng chiến. Vâng ạ. Thưa đồng chí, có thể thấy được rằng là trong hai cuộc kháng chiến của chúng ta thì chúng ta gặp rất là nhiều những khó khăn, nó cũng chính bởi những cái nỗ lực, chính những cái nỗ lực của bản thân mình mà các chiến sĩ công an nhân dân của chúng ta đã hoàn thành rất xuất sắc nhiệm vụ của mình, như đồng chí vừa chia sẻ là đã được Đảng và Nhà nước ghi nhận, đúng không ạ? Vâng, xin trân trọng cảm ơn đồng chí. Và kính thưa quý vị, trong buổi giao lưu của chương trình ngày hôm nay của chúng ta còn được gặp Đại tá Hồ Văn Hiến. Và vào thời kỳ đó thì Đại tá Hồ Văn Hiến là một trong hàng ngàn chiến sĩ công an Nghệ An lên đường ra tiền tuyến. Vâng, vậy thưa đồng chí Đại tá Hồ Văn Hiến, ông có thể cho chúng tôi được biết là tại các chiến trường thì lực lượng công an của chúng ta đã đảm nhận những nhiệm vụ gì ạ? Thưa toàn thể các đồng chí, trong khi mà đất nước ta đang còn tạm thời chia cắt thì trước cái cảnh là nước sôi lửa bỏng như vậy thì chúng tôi đi, thì trong đó là tôi là trẻ nhất, chúng tôi đi gửi con lại cho công an tỉnh, gửi vợ lại cho công an tỉnh để chúng tôi ra đi. Đó là một cái điều chưa có đâu. Thế thì đi ra ngoài kia tập trung á, thì tập trung đó rồi thì như vậy là mang vác tất cả các thứ như các ông chỉ biết rồi, đi bê là phải mang vác, đi vào đến tận đến miền Nam, đến tỉnh Gia Lai. Tôi được phân công vào vùng địch hoạt động điệp báo, thì trong lúc đó thì người miền Bắc mới chưa giáo thôi, nói tiếng miền Nam chưa được, thế thì làm sao để gia nhập được. Thì may mà ở đây là dân tỉnh tứ xứ tập lại, miền Bắc, miền Nam, miền Trung, miền Nhất có cả, đồng bào dân tộc có cả, thì như vậy là cái thuận lợi cho đó. Thế vào thì đến đây thì báo cáo cô như thế này, chúng tôi đi đến đây thì nhớ đến cái câu của bác Hồ dặn, lấy dân làm gốc, có dân là có tất cả. Thì như thế thì bây giờ đây là muốn để mà vào vùng địch cho hoạt động thì phải dựa vào dân, muốn xây dựng cơ sở ở đó vùng địch thì cũng phải có dân, chứ chúng ta không thể làm được. Vào đó mà đơn thương độc mã là chết ngay, bị bắt ngay. Nên sau đó thì như là lấy tài liệu về cung cấp tin tức, gọi điệp báo Phượng Hoàng, tất cả các thứ để cung cấp ra. Vâng ạ, quả thực là dù là ở tiền tuyến hay là ở hậu phương thì các lực lượng công an nhân dân cũng đều phải đối mặt với những nguy hiểm. Và ở giai đoạn nào thì các chiến sĩ cũng đều nêu cao lý tưởng vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chính vì vậy mà chúng ta đã được nhìn thấy những hình ảnh đẹp về các anh. Và ngay bây giờ xin mời hai vị khách mời cũng như là quý vị khán giả, chúng ta sẽ theo dõi những hình ảnh sau. Sức xúc động về những tình cảm của các chiến sĩ công an nhân dân dù trong là thời chiến hay là thời bình, đúng không ạ? Vâng, thưa hai vị khách mời ngày hôm nay thì Thu Hằng có một câu hỏi, đó là có một cái thực tế là khi mà nhắc đến công an thì vẫn có một vài người dân cảm thấy là cảm giác là e ngại, bị ngăn cách. Không biết là Đại tá Trần Phồn nghĩ sao về vấn đề này ạ? Phải nói rằng là lực lượng công an ngày nay kế thừa truyền thống của ông cha chú bác, đang ra sức đấu tranh chống các thế lực thù địch với Việt Nam, tìm mọi cách để mà xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam, thay đổi thể chế của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế hệ công an ngày nay đang phải lăn lộn chống tội phạm xuyên quốc gia, chống tội phạm công nghệ cao,
và đặc biệt là cái xu thế tội phạm ma túy ngày càng phát triển và tội phạm hình sự rất manh động, thì phải nói sự chiến đấu rất dũng cảm của công an không thể nào phủ nhận được. Tuy nhiên, lực lượng vũ trang, mặc dù đây là cái lực lượng được rèn luyện rất chu đáo, ở đâu đó vẫn có biểu hiện những cán bộ chiến sĩ công an tuy được học tập rèn luyện nhưng thiếu bản lĩnh, thì có những khuyết điểm như sau mà làm cho hình ảnh công an đối với dân như đồng chí phóng viên vừa nêu, đó là: cái thứ nhất, thái độ phục vụ nhân dân có nơi có lúc chưa tốt, giải quyết công việc cho dân thì còn gây phiền hà, thiếu lễ độ đối với dân, kể cả lời ăn tiếng nói, kể cả tác phong. Cái ít đó nó lại tạo thành một dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cái lực lượng công an nhân dân. Chúng ta không phủ nhận rằng thế hệ ngày nay chiến đấu với tội phạm ác liệt như thế, đồng thời cứu dân trong những vụ lụt, hình ảnh các đồng chí thấy rằng bão lụt, hình ảnh cảnh sát, hình ảnh người an ninh cứu vớt nhân dân lên từ cái chỗ vùng trũng lên vùng cao, hay là cùng với bộ đội biên phòng len lỏi ở nơi biên giới bảo đảm bình an cho miền các đồng bào nhân dân ở biên giới và những hoạt động khác, thì tôi tin rằng cái tiêu cực đó số ít và cái tích cực nó sẽ lấn át đi, và lực lượng công an luôn luôn và là công an nhân dân là thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Chúng ta có thể thấy được rằng là trong cuộc sống thì không phải là cái gì cũng trọn vẹn được. Và không biết là đối với Đại tá Hồ Văn Hiến thì ông có suy nghĩ như thế nào về vấn đề này ạ? Câu hỏi này mà thì tôi thấy cũng khó mà cũng dễ. Thì tôi xin thưa, những người mà có ấn tượng với công an thì cũng phải xem lại mình cái chỗ đó. Có cái gì đó vướng mắc các công an không? Thì mới sinh ra cái chuyện nghi ngờ, rồi á, là đặt vấn đề này khác vấn khác. Hiện nay công an Nghệ An đang thực hiện lời dạy di chúc của Bác. Đó là một cái rất quan trọng. Cái đó là sẽ phát động cho anh em uốn nắn lại tất cả các thứ và củng cố lại niềm tin, rồi khắc phục lại những khó khăn. Vâng, xin được cảm ơn những cái câu chuyện vừa rồi của hai vị khách mời. Và cũng qua những cái câu chuyện đó thì chúng ta đã hiểu hơn về cái trách nhiệm cũng nhiệm vụ của những người chiến sĩ công an nhân dân. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay. Và chúc hai đồng chí luôn luôn dồi dào sức khỏe và sẽ còn đồng hành cùng với thế hệ trẻ. Còn bây giờ chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Lê Quang Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ lên tặng hoa cho hai vị khách mời. Vâng, và chúng tôi cũng xin trân trọng kính mời Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an Nghệ An cũng sẽ bước lên sân khấu để cùng tặng hoa cảm ơn hai vị khách mời. Vâng, những bó hoa tươi thắm cũng chính là những lời cảm ơn, những lời tri ân sâu sắc nhất tới với hai vị khách mời của chương trình ngày hôm nay. Và một lần nữa trân trọng cảm ơn đồng chí Lê Quang Huy, đồng chí Nguyễn Hữu Cầu và trân trọng cảm ơn hai vị khách mời. Tôi xin làm người lính
vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình. Quyền dư chuyện dư trẻ với non sông, quyền dư chuyện dư trái tim một trái tim. Cuộc đời nguyện làm ngọn đuốc cháy sáng giữa lòng người, thề huy hoàng chói ngời một đoàn quân xua tan bóng đêm, tự hào thay những người chiến sĩ quyết hy sinh bảo vệ đảng quang vinh. Như con ong trên cần giấy tổ giữ hương thơm mật ngọt cho đời, tròn chữ tâm tôi xin làm người lính, vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình. Đốt cháy cuộc đời nguyện làm ngọn đuốc thắp sáng cho mọi người, sáng mai cuộc đời nguyện làm ngọn đuốc cháy sáng giữa lòng người. Tròn chữ tâm tôi xin làm người lính, vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình. Tròn chữ tâm tôi xin làm người lính, vì đảng nguyện hiến dâng, vì đảng nguyện quên mình. Kính thưa quý vị, vì nước vì dân là lời thề của mỗi người chiến sĩ công an khi bước vào hành, và lời thề đó luôn nhắc nhở những chiến sĩ công an nhân dân luôn phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự xã hội. Trong công cuộc đấu tranh cam go, quyết liệt, lực lượng công an nhân dân đã lập được rất nhiều chiến công xuất sắc. Chúng ta khó có thể kể hết, ghi hết, những hình ảnh sau chỉ là một mảng rất nhỏ về họ, những chiến sĩ công an trên quê hương Xô Viết anh hùng. Không quản ngại gian khó, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ công an Nghệ An đã bất chấp mọi địa hình, vượt núi, băng rừng, mặc cho bao mồ hôi, nước mắt và cả máu đổ, quyết truy tìm hung thủ, trả lại công bằng cho các nạn nhân. Lại một đêm thức trắng, hàng chục cán bộ chiến sĩ phá chuyên án ma túy ở một xã miền núi, bắt giữ nhiều đối tượng phạm tội, đảm bảo nhanh, gọn và hiệu quả. Dãi nắng, dầm sương, lực lượng công an Nghệ An luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao, bảo vệ an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân. Nhanh chóng, kịp thời có mặt nơi kẻ phạm tội đang có hành vi gây tội ác để ngăn chặn hành động của chúng. Khẩn trương, tỉ mỉ, chính xác, khách quan trong khám nghiệm hiện trường, củng cố chứng cứ, phục vụ công tác điều tra xử lý phạm tội. Trong mỗi giai đoạn đều ghi lại dấu ấn về những chiến công hiển hách của cán bộ chiến sĩ công an Nghệ An. Là chiến công phá án vụ sản xuất ma túy đá với số lượng lớn, hoạt động hết sức tinh vi do Lê Thanh Hải cầm đầu ở thành phố Vinh. Là sự nhẹ nhõm, thanh thản khi khống chế được đối tượng bắt giữ con tin vô cùng liều lĩnh Vi Văn May ở huyện Tương Dương, giải thoát các con tin an toàn. Hay chiến công bắt tên tội phạm khét tiếng táo tợn và nguy hiểm Lê Văn Linh, tức Linh Cọt, khi đang lẩn trốn tại Lào. Là niềm vui triệt phá thành công đường dây sản xuất chip điện tử giả gắn vào các cây xăng để ăn bớt xăng của khách, xử lý 12 cây xăng vi phạm. Là thành công
trong đợt truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép tại xã Cắm Muộn, huyện Quế Phong, lập lại an ninh trật tự, trả lại sự bình yên vốn có cho Đại Ngàn. Mới đây nhất, vụ thảm sát 4 người dân tại huyện Tương Dương, bất chấp khó khăn về địa hình, dấu vết của hung thủ để lại rất ít, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Nghệ An đã tìm ra hung thủ và bắt giữ đối tượng Vi Văn Mằn. Mềm mỏng và khéo léo, lực lượng Công an Nghệ An đã giải quyết được nhiều vụ việc bạo loạn do kẻ xấu lôi kéo và kích động, trấn an tư tưởng nhân dân một cách thấu tình, đạt lý. Trong cuộc sống đời thường, trong thiên tai, lũ lụt, hoạn nạn, hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân luôn sáng lên niềm tin yêu. Và còn rất nhiều chiến công khác ghi dấu sự mưu trí, dũng cảm và tận tụy của lực lượng công an. Họ xứng đáng là những đóa hoa tươi thắm, luôn nỗ lực hết mình vì sự bình yên của nhân dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những hình ảnh hết sức ấn tượng về lực lượng Công an nhân dân trong suốt thời gian qua. Thưa quý vị, có một thực tế là chúng ta sẽ luôn có một điều rất đỗi tự hào, đó là đằng sau những vụ án chấn động lớn thì chúng ta luôn được lắng nghe những câu nói như là các chú công an thì giỏi lắm, công an đã không vào cuộc thì thôi, vào cuộc thì kiểu gì cũng tìm ra được thủ phạm. Như điển hình như là vụ án giết 4 người trong một gia đình ở Tương Dương trong thời gian vừa qua, chỉ trong một thời gian rất ngắn thì lực lượng Công an tỉnh Nghệ An đã truy tìm được tội phạm. Điều này cũng đã giúp phần nào giải tỏa được nỗi niềm lo lắng đối với người dân và chắc chắn rằng thêm một niềm tự hào đối với tất cả chúng ta khi lực lượng Công an Nghệ An đã tìm ra được hung thủ. Và cũng chính bởi vậy mà trong chương trình Giao lưu nghệ thuật Những đóa hoa trên quê hương Bắc ngày hôm nay, thêm một lần nữa để chúng ta gửi tới những lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí chiến sĩ công an và được lắng nghe những chia sẻ của họ đằng sau những vụ án, những tấm huy chương và những bằng khen. Ngay sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Đại tá Phan Đình Sửu, trưởng phòng PA88 và Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, trưởng phòng PC46 sẽ cùng lên giao lưu cùng với chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cùng chào đón hai vị khách mời. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên thì xin được dành cho Đại tá Phan Đình Sửu. Thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến người cảnh sát nhân dân thì tất cả mọi người từ già đến trẻ thì hầu như ai cũng đều biết. Tuy nhiên thì lực lượng an ninh nhân dân hiện nay thì nhiều người chưa rõ. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho chúng tôi được biết cụ thể hơn về điều này được hay không ạ? Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các đồng chí, từ khi thành lập nước thì lực lượng an ninh đã ra đời. Và sau đó thì lực lượng an ninh đã lập được rất nhiều cái chiến công hiển hách, đã phá tan nhiều cái tổ chức gián điệp, biệt kích, rồi bọn phản động. Và cái nhiệm vụ của lực lượng an ninh đó là giữ gìn bảo vệ an ninh quốc gia. Và trong cái lực lượng an ninh thì cũng có rất nhiều binh chủng. Tôi nói ví dụ, lực lượng an ninh có lực lượng an ninh kinh tế, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, rồi là lực lượng an ninh điều tra. Và ngay như lực lượng mà của chúng tôi đang đảm nhận đây, gọi là lực lượng an ninh xã hội. Lực lượng an ninh xã hội của chúng tôi cũng đảm nhận rất nhiều cái nhiệm vụ, đó là tham mưu để đảm bảo cái an ninh của vùng dân tộc miền núi, tham mưu để làm tốt cái công tác đảm bảo an ninh ở trên lĩnh vực tôn giáo, tham mưu để giải quyết những vấn đề khiếu kiện phức tạp trong nội bộ nhân dân. Và đặc biệt, chúng tôi cũng có một cái chức trách nữa, tức là phải nắm bắt những tâm tư, nguyện vọng của là quần chúng nhân dân và những cái phản ứng trái chiều mà không đồng lòng của nhân dân đối với việc thực hiện của các cấp, các ngành trong chủ trương đường lối, để chúng tôi tham mưu cho Đảng và Nhà nước thực hiện tốt cái nhiệm vụ đó. Nói tóm lại, nhiệm vụ của chúng tôi với lực lượng an ninh là phải đấu tranh với các cái kẻ địch và phần tử xấu lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo và những mâu thuẫn khiếu kiện trong nội bộ nhân dân để từ đó gây phức tạp nhằm lật đổ chế độ.
Vâng ạ, mặc dù là cũng có những cái công việc, những cái hy sinh thầm lặng của các anh không được nhiều người biết đến. Tuy nhiên mà Thu Hằng nghĩ rằng là dù ở khía cạnh nào thì những đóng góp của các chiến sĩ công an cũng sẽ luôn nhận được cái sự ghi nhận cũng như sự tôn vinh của mọi người, đúng không ạ? Và kính thưa tất cả quý vị, cũng trong buổi giao lưu ngày hôm nay thì cũng xin được gửi lời chúc mừng tới Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, người vừa mới được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Và xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng vào tay thật nồng nhiệt để cùng chúc mừng anh. Vâng, thưa Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, anh thì đã từng tham gia rất là nhiều chuyên án ma túy lớn và phải đối mặt với rất nhiều những tên tội phạm nguy hiểm sẵn sàng xả súng vào lực lượng công an. Vậy ngay tại những cái thời khắc nguy hiểm đó thì bản thân anh có suy nghĩ như thế nào? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa tất cả các đồng chí và các bạn, khi đối mặt với một cái tội phạm ma túy đặc biệt nguy hiểm, cái thứ nhất là phải bằng mọi cách để chiến thắng và an toàn trở về. Nội dung thứ hai phải đặt ngay ra, đó là cần phải chiến thắng và đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho quần chúng nhân dân. Đó là những hai yêu cầu đầu tiên. Tuy nhiên đối với ngành công an ý, thì luôn luôn ở tư thế chủ động trong công tác phòng ngừa và kể cả trong trấn áp tội phạm. Báo cáo được phê chuẩn của thủ trưởng cấp trên thì bản thân chúng tôi phải là người trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường để thực hiện phá án thành công. Và cái kế hoạch phá án đấy phải rất hoàn chỉnh. Thế thì ở đây đặt ra một vấn đề là chúng ta phải làm gì trước vấn đề đó. Đấy là một phải kế hoạch hết sức tỉ mỉ, phải phân công lực lượng hết sức chặt chẽ và phải dự báo tất cả mọi tình hình xảy ra. Chúng ta mới đảm bảo chiến thắng và trở về an toàn. Chúng ta mới đảm bảo bắt giữ đối tượng, thu tang vật và đảm bảo cái an toàn cho tính mạng, sức khỏe cho nhân dân và kể cả tính mạng của đối tượng. Những cuộc đấu súng thường xuyên diễn ra, nhưng chúng ta luôn chủ động và chúng ta luôn luôn thiện chiến, chúng ta luôn luôn làm chủ tình hình và chúng ta luôn luôn chiến thắng. Tuy nhiên cũng có những chuyên án chúng ta đổ máu, nhưng qua đó chúng ta đã rút ra những bài học và từ việc này chúng ta đã nhân ra điển hình. Rạng sáng ngày 26 tháng 5 năm 2010 do tôi trực tiếp chỉ đạo, mặc dù có 3 đồng chí bị thương, có đồng chí bị thương rất nặng, nhưng ngay sau đó thì phải nói rằng một khí thế đấu tranh trấn áp tội phạm càng dấy lên. Đặc biệt sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các ông chí trong Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an, rồi các ông chí thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban các ban ngành, làm cho chúng tôi hết sức xúc động. Và tôi còn nói với cán bộ chiến sĩ rằng máu chúng ta đã đổ nhưng không uổng. Sự quan tâm dõi theo của cấp trên, đùm bọc che chở, chia sẻ của nhân dân, đó là niềm vinh dự rất lớn cho lực lượng đấu tranh trấn áp tội phạm của Công an Nghệ An. Xin cảm ơn tất cả các đồng chí. Vâng, thưa đồng chí, có thể thấy được rằng là dù trong thời bình thì lực lượng công an nhân dân của chúng ta vẫn luôn đối mặt với những khó khăn, với những nguy hiểm. Và một lần nữa cũng xin được chúc mừng những cái thành tích mà các đồng chí đã đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Và tiếp theo chương trình thì xin được quay trở lại với anh Sửu ạ. Thưa anh, thưa Đại tá Phan Đình Sửu, nhiều năm công tác ở địa bàn miền núi thì chắc chắn rằng anh đã có rất là nhiều những kỷ niệm, đúng không ạ? Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay, anh có thể chia sẻ cùng với chúng tôi một cái kỷ niệm đặc biệt nhất trong quá trình đấu tranh với kẻ xấu kích động đồng bào dân tộc, lợi dụng và lôi kéo người dân ạ? Vâng, thưa các quý vị đại biểu, thưa chị, thực tế thì trong quá trình công tác thì rất nhiều cái kỷ niệm, nhưng mà tôi có hai cái kỷ niệm nhỏ trong cái thời gian gần đây mà tôi công tác ở địa bàn vùng miền núi. Đó là khi chúng tôi nhận cái nhiệm vụ của lãnh đạo công an tỉnh đến để xác minh về một cái thông tin, cái tổ chức để thành lập cái nhà nước Mông ở một cái địa bàn rất là xa, có thể nói cách thành phố Vinh 300 km, và chúng ta đi tiếp ở trung tâm và từ ở trung tâm phải đi bộ mất hơn 4 tiếng đồng hồ mới đến ở cái bản đó. Khi chúng tôi đến làm nhiệm vụ thì được nhân dân cung cấp vào quá trình vận động thì chúng tôi đã xác minh được cái thông tin. Khi chúng tôi quay trở về, trên đường ra trở về thì đồng bào có nấu cơm vắt cho chúng tôi cái nắm cơm để đi đường.
Vì cả một ngày đường nếu chúng tôi không có cơm thì chúng tôi ăn lương khô là rất là mệt. Và quá trình chúng tôi đi trên đường thì một cái hình ảnh mà tác động rất lớn đến cái suy nghĩ của tôi. Đó là tôi thấy các cháu đi học, dép không có, cặp chưa có, áo chưa lành. Và từ cái hình ảnh đó thì tôi đã có một cái suy nghĩ. Và về thì tôi đã phát động cán bộ chiến sĩ. Và bằng cái thuyết phục của tôi cùng với một số doanh nghiệp đã cùng với tôi đã quyên góp được một số tiền. Và sau đó thì chúng tôi đã mua đủ cho 400 em ở một cái trường ở miền núi, đủ cả áo, quần, cặp và sách vở. Cái ngày mà chúng tôi đến trao cho các em, thầy các em có một cái nụ cười rạng rỡ quyến luyến. Khi chúng tôi ra về thì các thầy, cô giáo và các cháu quyến luyến với chúng tôi. Và có thể nói cái hình ảnh đó nó cứ đi mãi vào trong tôi một kỷ niệm. Và tôi nghĩ rằng những cái việc chúng tôi làm rất nhỏ như vậy, nhưng mà đó là cái tình cảm của cán bộ chiến sĩ lực lượng công an tri ân lại đồng bào các dân tộc đã ngày đêm đã giúp sức của chúng tôi, cung cấp chúng tôi những nguồn tin để giúp chúng tôi giữ cái bình yên ở trên cái vùng biên giới. Vâng, có thể thấy được rằng là đối với lực lượng công an nhân dân thì không những là làm việc bằng cái trách nhiệm của mình trong cái công việc, mà chính là gắn hình ảnh của mình với những người dân, chính chúng ta dành những tình cảm với người dân và lấy được niềm tin đối với người dân thì cũng điều này cũng đã tạo nên cho mình những cái động lực để mình có thể hoàn thành công việc của mình, đúng không ạ? Xin cảm ơn những cái hình ảnh, những cái nghĩa cử hết sức cao đẹp của lực lượng công an nhân dân đối với đồng bào dân tộc của chúng ta. Và tiếp theo chương trình thì xin được quay trở lại với Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm. Thưa đại tá, khi mà chuyển sang cái lĩnh vực kinh tế phòng chống tham nhũng thì chắc chắn rằng sẽ có nhiều cám dỗ hơn, đúng không ạ? Đấu tranh với bản thân mình đã khó, giữ được sự cám dỗ mua chuộc đối với người thân lại là một điều không dễ. Vậy thì không biết là cái điều này thì có ảnh hưởng đến cái công việc của đồng chí hay không ạ? Tất cả anh em chúng ta vào ngành công an trước hết là có một nguyện vọng cháy bỏng. Khi đã được đứng trong hàng ngũ công an thì phải rèn đức luyện tài. Và đối với tội phạm thì chúng ta cũng xác định được bản chất của tội phạm, đó là chống đối quyết liệt, đối phó với các cuộc điều tra và mua chuộc cám dỗ. Loài tội phạm nào cũng như vậy cả, và trên lĩnh vực nào cũng như vậy cả, kể cả tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế. Thế thì người cán bộ công an phải trung trinh, biết con đảng là con mình, phục vụ nhân dân vô điều kiện và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy đối với công an nhân dân. Trong đó có một nội dung, đó là đối với tự mình phải cần kiểm liêm chính. Xác định được như vậy thì đối với tội phạm nào chúng ta cũng vượt qua. Đối với tội phạm chống trả quyết liệt bằng vũ khí nóng, bằng vũ khí quân dụng thì tôi đã nói chúng ta đã vượt qua đầy ngoạn mục như vừa nói. Thế nên đối với tội phạm mà nói rằng cái phần cám dỗ, cái phần mua chuộc này thì chúng ta dứt khoát phải vượt qua. Đó là bản chất của người công an nhân dân. Khi chuyển sang cương vị công tác này thì tôi thấy rằng là tôi rất thoải mái hành động với những tiêu chí mình đã xác định như vậy, và cùng đơn vị lập được nhiều chiến công xuất sắc. Vâng, vượt qua chính mình, vượt qua những cám dỗ, cũng chính bởi vậy mà ngày hôm nay thì anh đã được Đảng và Nhà nước vinh danh là anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ đổi mới, đúng không ạ? Và đúng là nếu như các anh mà luôn vững vàng thì hậu phương cũng sẽ trước sau như một, đúng không? Và ngay bây giờ thì Thu Hằng cũng xin kính mời Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm và quý vị khán giả sẽ cùng gặp gỡ với một nhân vật có thể nói họ chính là những đồng đội luôn sát cánh cùng các chiến sĩ công an ở khắp mọi nơi. Và xin được quay trở lại chương trình với chị Lê Mai. Vâng, kính thưa quý vị, đứng cạnh Lê Mai lúc này là chị Nguyễn Thị Phi, vợ của Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm. Xin được cảm ơn chị đã đến tham dự với chương trình ngày hôm nay. Thưa chị, những người chiến sĩ công an như anh Thiêm luôn phải đối mặt với những nguy hiểm và thực hiện những chuyên án dài ngày. Tâm trạng của chị lúc đó thì như thế nào? Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa các anh, các chị đã là người thân, người vợ của các chiến sĩ công an, thì chúng tôi đã xác định được đó là có một cái sự thiệt thòi. Tôi cũng như bao người vợ, người mẹ, là trong lúc chồng con đi đối mặt với sự hiểm nguy thì thực sự là chúng tôi rất thấp thỏm và lo lắng. Lo đó là lo cho tính mạng của anh cũng như lo cho đồng đội. Và chúng tôi chỉ biết là cầu mong cho các anh chiến thắng để trở về. Và nói thực sự mà nói là qua hàng trăm chuyên án, là hàng trăm nỗi lo và cũng là hàng trăm đêm mất ngủ, hơn 30 năm làm vợ anh
thì tôi cũng như gia đình và người thân là luôn ủng hộ và làm hết sức mình những việc có thể để giúp anh hoàn thành nhiệm vụ và được vinh danh như ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn. Vâng ạ. Và khi chuyển sang lĩnh vực kinh tế và tham nhũng thì có những vụ án đang trong quá trình điều tra, sẽ có thể là có một số đối tượng đã đến mua chuộc chị để tác động đến anh chẳng hạn, hay là những người thân nhờ cậy chẳng hạn, lúc đó thì chị xử lý như thế nào? Thì tôi nghĩ thế này, tôi cũng như bạn, tức là đều làm người phụ nữ thì cũng rất muốn người đàn ông của mình là sẽ làm gánh vác trụ cột gia đình, lo cho gia đình vợ con tất cả mọi việc. Nhưng mà như lúc nãy tôi nói là chúng tôi chịu thiệt thòi hơn những người phụ nữ khác. Do đó là tôi cũng thực sự là tôi rất tôn trọng và những cái chính kiến và những quyết định của anh và ủng hộ anh để giúp anh thành công. Xin được thay mặt những người chiến sĩ công an nhân dân, xin được gửi lời cảm ơn tới những người mẹ, những người vợ như chị đã luôn là hậu phương vững chắc cho các anh. Và xin quý vị một tràng vỗ tay thật là lớn để cảm ơn chị Nguyễn Thị Vi ạ. Vâng, và ngay lúc này đây thì cũng xin trân trọng kính mời chị Nguyễn Thị Vi sẽ cùng lên sân khấu. Xin trân trọng kính mời Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Giám đốc Công an tỉnh sẽ lên tặng hoa cho các vị khách mời cũng như chị Nguyễn Thị Vi. Được trân trọng cảm ơn Đại tá Hồ Văn Tứ, Đại tá Phan Đình Sửu, Đại tá Nguyễn Xuân Tiên và chị Nguyễn Thị Vi. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, nếu như trong công việc hàng ngày thì tất cả những chiến sĩ công an cũng như mọi người dân được biết với anh Nguyễn Xuân Thiêm là một người rất nghiêm nghị, với là một người rất nghiêm khắc trong những công việc của mình. Tuy nhiên trong cuộc sống đời thường thì anh lại có một tâm hồn hết sức nghệ sĩ. Trong chương trình giao lưu ngày hôm nay thì anh sẽ gửi tặng tới tất cả mọi người một bài hát hết sức đặc biệt, đó chính là một ca khúc mà anh muốn gửi tới cho những ai không còn mẹ hoặc những ai cứ đang còn mẹ thì hãy luôn biết trân trọng và nâng niu những tình cảm của người con dành tặng cho mẹ của mình. Và bài hát mà anh Nguyễn Xuân Thiêm sẽ gửi tới tất cả quý vị trong chương trình giao lưu ngày hôm nay đó chính là ca khúc Mẹ Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến. Và xin tất cả quý vị chúng ta hãy cùng dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để cùng cảm ơn những tình cảm của anh với ca khúc này. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã già rồi, con ngồi ngỡ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, ngoài hiên mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ buồn xa vắng nhìn cha, thương cha chi lớn không thành. Biển xa gào, một ngày không mẹ sóng trào khơi xa. Ngày gió mây ngàn, một ngày khóc mẹ chẳng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông không bằng tuổi thơ như chiếc gối em cho tuổi già úp mặt. Kính thưa
quý vị, trong giai đoạn hiện nay, Nghệ An cũng như cả nước đang đối mặt với vấn đề lớn về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đó là sự chống phá có hệ thống, có tính toán kỹ lưỡng, là bước tiến nhảy vọt của khoa học kỹ thuật, công nghệ cùng sự tinh vi của bọn phản động trong diễn biến hòa bình. Vậy Công an Nghệ An đã có sự thay đổi như thế nào để phù hợp với xu thế? Xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau sẽ có câu trả lời. Cơ chế thị trường, sự phát triển của khoa học kỹ thuật và chính sách mở cửa đã kéo theo những mặt trái làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn Nghệ An. Các loại tội phạm hoạt động ngày càng phức tạp và tinh vi, trá hình để che mắt lực lượng chức năng, lợi dụng chính sách, chế độ để phạm tội. Đối tượng Trương Quang Thạch cùng đồng bọn đã sử dụng nhiều thiết bị máy móc hiện đại để làm các loại văn bằng chứng chỉ giả. Lợi dụng sự phát triển của mạng Internet và những kiến thức về vi tính, công ty đào tạo mua bán trực tuyến chi nhánh Nghệ An đã thực hiện hành vi lừa đảo đối với hơn 1.000 người dân. Liều lĩnh, manh động và có nhiều vũ khí nóng, đối tượng Phan Đình Tuấn, tức Tuấn Lay, đã vận chuyển và buôn bán khối lượng ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam. Tuy nhiên, tất cả các loại tội phạm đó đều đã nhận được một kết cục chung. Bởi sự tinh nhuệ, chính quy và hiện đại trong quá trình đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng Công an Nghệ An. Để đáp ứng với tình hình mới, công tác huấn luyện chiến đấu luôn được lực lượng Công an Nghệ An đặt lên hàng đầu. Đầu tư, trang bị phương tiện, vũ khí, công cụ hỗ trợ hiện đại. Luôn nâng cao ý thức, trách nhiệm và nhiệt huyết của lực lượng cán bộ chiến sĩ công an. 70 năm qua, Công an Nghệ An đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, thực hiện tốt vai trò tham mưu cho các cấp ủy đảng, chính quyền trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh. Công an Nhân dân Nghệ An đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền một cách chủ động, thường xuyên. Chẳng hạn như là trong cái công tác xây dựng đề án là đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xây dựng 16 đề án về đảm bảo an ninh quốc gia và 6 đề án về phòng chống tội phạm và phòng chống ma túy. Và đây là những cái đề án có cái tính gọi là nền tảng để cho cái việc là tổ chức thực hiện của hệ thống chính trị cùng vào cuộc với công an nhân dân đảm bảo cái cuộc sống bình yên của nhân dân và đấu tranh chống các cái loại tội phạm. Công an Nhân dân Nghệ An đã tham mưu cho cấp ủy và chính quyền trong cái vấn đề ban hành các cái chỉ thị, ban hành các cái chỉ đạo và củng cố cái hệ thống chính trị và tham mưu trong cái công tác là xây dựng cái đoàn kết trong cái cộng đồng xã hội, đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền trong cái vấn đề là phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và an ninh và dự báo các cái vấn đề, các cái luồng đầu tư, các cái vấn đề về đầu tư, ví dụ để mà ngăn chặn cái vấn đề chẳng hạn như là rửa tiền, rồi ngăn chặn các cái vấn đề là các nhà đầu tư không có năng lực, các cái hoạt động lừa đảo trong cái lĩnh vực đầu tư để phát triển kinh tế xã hội. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh luôn được duy trì và phát triển. Nhờ vậy đã góp phần tích cực vào công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, an toàn xã hội ở các địa phương. Mặt trận đã phối hợp với ngành công an và các tổ chức thành viên để mà tuyên truyền, vận động, giáo dục trong các tầng lớp nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước trong tạo bảo vệ an ninh Tổ quốc. Mặt trận đã phối hợp triển khai rất là tốt và tranh thủ cái phát huy cái vai trò của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là chức sắc chức việc tôn giáo, trưởng các dòng họ để mà tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhất là trong tạp đấu tranh phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội về ma túy, mại dâm và đặc biệt là giúp đỡ cảm hóa
giáo dục người phạm tội tại cộng đồng dân cư để giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Ghi nhận thành tích xuất sắc 70 năm qua, Đảng, Nhà nước đã tặng thưởng cho lực lượng công an Nghệ An trên 1.000 huân chương chiến công các hạng. Đặc biệt trong thời kỳ đổi mới, đã có nhiều tập thể cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, như Phòng Cảnh sát Hình sự, Cảnh sát Phòng chống tội phạm ma túy. Các đồng chí Đặng Trọng Hải, Hồ Sĩ Tuấn, Nguyễn Đức Cường, Nguyễn Xuân Thiêm. Trên mọi thôn xóm, bản làng, cuộc sống của người dân bình yên, no ấm và vui tươi là niềm hạnh phúc vô bờ của người chiến sĩ công an Nghệ An, luôn cháy mãi ngọn lửa lý tưởng quyết thắng, tinh thần của đội tự vệ đỏ một thời. Lực lượng công an Nghệ An đang cùng với toàn đảng, toàn dân và toàn quân quyết giữ vững an ninh chính trị và bình yên cuộc sống của người dân trên quê hương Bác. Quý vị, trong mỗi giai đoạn, lực lượng công an đều ghi lại những chiến công hiển hách trong khi thực hiện nhiệm vụ của mình. Và để hiểu thêm về vai trò của lực lượng công an Nghệ An trong tình hình mới, chúng tôi sẽ cùng giao lưu với những vị khách mời sau. Xin được trân trọng giới thiệu và kính mời lên sân khấu Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh. Và xin trân trọng kính mời chiến sĩ trẻ đoàn viên ưu tú Thượng úy Trần Văn Quyền, phòng PC47. Và trân trọng kính mời anh Đậu Huy Cường, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay cùng với chúng tôi. Và câu hỏi đầu tiên thì xin được trò chuyện với Đại tá Nguyễn Hữu Cầu. Thưa Đại tá, trong cái phóng sự vừa rồi thì chúng ta đã có thể thấy được rằng là tội phạm thì ngày càng tinh vi hơn, táo bạo hơn. Vậy thì đối với Công an Nghệ An thì đã xác định điều gì là quan trọng nhất trong việc thay đổi để phù hợp với tình hình mới ạ? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, thưa toàn thể các đồng chí, tội phạm phải hoạt động tinh vi, xảo quyệt, đấy là quy luật khách quan. Bởi vì nó muốn tồn tại được thì nó phải thay đổi phương thức. Cho đến thời kỳ hiện nay, trừ khi công nghiệp hóa, hiện đại hóa mà tội phạm vẫn hoạt động như những năm trước đây thì không thể tồn tại được. Bởi vì chúng ta sẽ khám phá thành công được ngay. Tuy nhiên, cái sự thay đổi của tội phạm như vậy không làm cho nhân dân lo lắng và cũng không làm cho lực lượng công an phải suy nghĩ tính toán nhiều lắm đâu. Thực ra thì việc này chúng tôi đã tiến hành từ rất lâu và làm rất kết quả. Để mà giải quyết tình hình tội phạm một cách triệt để có hiệu quả thì lực lượng công an phải tiến hành trên 3 trụ cột chính. Vấn đề thứ nhất là phải thể hiện được bản lĩnh chính trị, rèn đức, luyện tài, trau dồi nghiệp vụ, trau dồi về mặt pháp luật để chúng ta thực hiện một cái phương châm rất rõ ràng, đó là vỏ quýt dày thì có móng tay nhỏ. Một cái trụ cột thứ hai đó là chúng ta phải dựa vào nhân dân. Bởi vì Bác dạy chúng ta rằng là việc gì khó thì dân liệu cũng xong, dựa vào dân thì việc gì chúng ta cũng làm được. Một cái trụ cột thứ ba đó là phải phát triển khoa học công nghệ và trang bị phương tiện hiện đại cho lực lượng công an. Nói tóm lại, chúng ta dựa vào 3 trụ cột này, đó là thể hiện tinh thần chỉ đạo của Đảng đối với xây dựng lực lượng công an là chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Tất cả những việc mà chúng ta làm được thì tất cả tội phạm dù có tinh vi, dù có tháo quyệt, dù có manh động đến đâu chúng ta đều chiến thắng. Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của Đại tá Nguyễn Hữu Cầu. Có thể nói rằng ngoài những quyết sách và giải pháp đúng đắn của ngành công an thì hơn lúc nào hết chúng ta luôn luôn cần nhiệt huyết của tuổi trẻ, đúng không ạ? Xin được dành một câu hỏi cho Thượng úy Trần Văn Quyền. Trong tình hình mới là chiến sĩ trẻ đang công tác trong lĩnh vực đấu tranh với tội phạm ma túy nhiều nguy hiểm, thì anh đã chuẩn bị cho mình những gì để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình? Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, kính thưa quý vị đại biểu, sau 7 năm công tác tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Công an tỉnh Nghệ An, thì bản thân tôi hiểu rằng là cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy thực sự là một cuộc chiến đầy cam go và nhiều hiểm nguy. Để khám phá thành công các chuyên án, vụ án, đưa các đối tượng phạm tội ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật, đem lại cuộc sống bình yên cho nhân dân, thì có nhiều khi, có những lúc chúng tôi phải đánh đổi bằng máu và cả tính mạng của chính bản thân mình. Chính vì vậy mà điều đầu tiên những chiến sĩ trẻ công an nhân dân chúng tôi phải chuẩn bị, đó là phải rèn luyện cho mình một bản lĩnh chính trị vững vàng, phải có một phẩm chất đạo đức trong sáng như tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Có như vậy thì chúng tôi mới đứng vững được trước những cám dỗ của tội phạm,
mới sẵn sàng đương đầu được những khó khăn và thử thách mà trong cuộc chiến đấu này chúng tôi gặp phải. Và thứ hai là đoàn viên trẻ, những đoàn viên thanh niên, chúng tôi phải luôn luôn rèn luyện cho mình tình xung kích, tình nguyện và vì nhân dân phục vụ. Và thứ ba là bản thân chúng tôi phải luôn luôn học tập, không ngừng nâng cao cái năng lực công tác chuyên môn của mình để trở thành người chiến sĩ công an nhân dân giỏi về pháp luật, tinh thông về nghiệp vụ, để phấn đấu để trở thành người chiến sĩ công an trên quê hương Bắc Hồ vừa hồng vừa chuyên. Cảm ơn chị. Vâng. Thế hệ trẻ với sự hết mình trong công việc sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình trong tình hình mới, đúng không ạ? Tuy nhiên thì trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc, an ninh Tổ quốc thì không chỉ có lực lượng công an nhân dân mà phải huy động được sức mạnh của toàn dân. Và xin giới thiệu tới quý vị ngồi bên cạnh Thu Hằng lúc này đây là anh Đậu Huy Cường, đến từ phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai. Anh là người tay không bắt cướp trong vụ cướp vàng ở tiệm vàng Hoàng Mai, và xin quý vị hãy cùng dành cho anh một tràng pháo tay ạ. Vâng, thưa anh Đậu Huy Cường, khi mà nghe đến là tay không bắt cướp ở tiệm vàng Hoàng Mai thì Thu Hằng có cảm giác là hơi sợt thột, và chắc chắn rằng mọi người ở đây đang rất tò mò muốn biết là câu chuyện đó xảy ra như thế nào. Kính thưa quý vị đại biểu, hôm ấy là vào 27 Tết, gần Tết rồi ạ, tức là anh ấy vào trước một ngày. Là trong quá trình mua hàng, là anh ấy có mua hàng thì em cũng có chú ý, là vì cái biểu hiện của anh ấy rất khả nghi, cho nên là vợ chồng nhà em cũng đã đề phòng. Thế đến ngày 28 Tết là vào khoảng 4:30 chiều thì anh ấy quay lại mua hàng một lần nữa. Thì cái đấy là trong quá trình mua hàng thì khách vẫn đông, nên khi khách về hết thì anh ấy cố nán lại. Anh ấy nán lại đến gần cuối cái nhà em tối thì quá trình bán hàng xong thì em trả tiền thổi lại. Thế thổi lại thì anh ấy đi vòng ra về sau cửa hàng, thì đi vào đến trong cửa hàng nhà em, thì anh ấy rút dao ra đâm em. Thế khi đi qua anh ấy đâm em thì kia này, vừa em ngồi đấy thì vừa em nói là anh ấy cướp, thì em quay lại thì anh bị đâm một phát vào ngực đây này, vào bụng. Thì trong quá trình đâm vào bụng thì cả hai vợ chồng nhà em đã cố gắng là giằng co một lúc sau thì khi em đè ra được thì vợ em nó mới lấy được dao. Thì lấy được dao xong thì khi quá trình lấy được dao xong thì anh ấy vùng dậy bỏ chạy. Trong quá trình vùng dậy bỏ chạy thì em cũng khi nào không biết là em đã bị thương thì em cũng cố gắng chạy theo. Em chạy được khoảng đâu 100 mét thì có hỗ trợ, vừa chạy vừa hô có cướp. Thì là có hai thanh niên là qua vòng xe máy lại, thì là ba anh em là cùng hỗ trợ nhau bắt được anh ấy. Vâng ạ. Vâng ạ, bản thân anh thì khi mà đối diện với tên cướp, và đặc biệt là khi nó dùng dao để uy hiếp mình, đâm trọng thương mình, thì lúc đó bản thân anh nghĩ như thế nào? Anh có cảm thấy là sợ hay không? Và khi mà tên cướp bỏ chạy thì anh có nghĩ là thôi thì mình thì cứ để cho nó chạy đi, hay là mình thỏa hiệp với nó như thế nào hay không ạ? Khi ấy thì em không nghĩ là để cho nó thoát, và em cố gắng em cương quyết lên sẽ bắt bằng được nó. Vì là thì em bắt là vì là để bảo vệ cho nhân dân, vì là nếu như mà em để thoát tội phạm thì là không biết là sẽ gây ra những cái chuyện gì nữa cho nhân dân nữa. Và thứ hai là em cũng cố gắng bắt ở để cho công tác điều tra của các chủ công an cho được nhanh gọn hơn. Một lần nữa có lẽ Thu Hằng nghĩ rằng quý vị hãy dành cho anh Cường một tràng pháo tay thật lớn ạ. Vâng. Thưa quý vị, đúng là cái câu chuyện của anh Cường một lần nữa đã cho chúng ta thấy một cái bài học tỉnh táo, và đặc biệt là cái lòng dũng cảm khi đấu tranh với tội phạm. Và anh Cường cũng chính là một trong những cái điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh, và quả thực dựa vào dân đó cũng chính là một cách vững bền để giữ gìn sự bình yên cho xã hội. Và bây giờ thì xin được tiếp tục quay trở lại chương trình với chị Lê Mai. Vâng, một câu hỏi dành cho Đại tá Nguyễn Hữu Cầu ạ. Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng và vững chắc thì vấn đề niềm tin của dân đối với lực lượng công an là yếu tố cốt lõi. Vậy để luôn được dân tin và dân mến thì theo ông lực lượng công an sẽ phải làm như thế nào ạ? Thính thưa quý vị đại biểu, thưa tất cả các đồng chí, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là một trong những nhiệm vụ nền tảng và cốt lõi của lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Để đảm bảo hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên để phong trào này thực chất và có một cái chất lượng rất tốt thì lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an là quyết định số 1. Thế đảm cho dân tin dân yêu thì theo quan điểm của chúng ta phải triển khai thêm 4 cái phương diện sau đây. Vấn đề thứ nhất là chúng ta phải thấm nhuần và thực hiện thật tốt 6 điều Bác dạy công an nhân dân. Đã đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép. Việc kính trọng lễ phép với nhân dân phải được quán triệt trong tất cả các lực lượng,
từ an ninh, cảnh sát cho đến phục vụ hậu cần, từ người cán bộ thấp nhất cho đến người lãnh đạo cao nhất của lực lượng công an, từ người sĩ quan cho đến các tướng lĩnh, khi gặp nhân dân đều phải kính trọng lễ phép. Có như vậy chúng ta mới thực hiện một cách triệt để lời dạy của Bác. Một vấn đề thứ hai đó là lực lượng công an phải ra sức tận tụy làm việc để phục vụ nhân dân. Đây cũng là theo lời Bác. Chúng ta tận tụy vì nhân dân phục vụ, chúng ta cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ. Tất cả những lợi ích dù nhỏ nhất chúng ta cũng phải làm cho dân, làm cho tổ chức, cho các doanh nghiệp. Từ cái chỗ đó người ta thấy sự cần mẫn, sự tận tụy của lực lượng công an thì nhân dân sẽ tin. Một vấn đề thứ ba là chúng ta cần phải làm đó, phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân, tiếp thu, sửa chữa những vấn đề nhân dân góp ý. Chúng ta không bất cứ giấu bất cứ một khuyết điểm nào. Có khuyết điểm chúng ta mạnh dạn nhận lỗi. Dân của chúng ta hết sức công bằng và cũng hết sức là nhân văn. Chúng ta có lỗi, nhận lỗi với dân, chúng ta sửa khuyết điểm thì chúng ta chắc chắn dân sẽ tin chúng ta. Và một vấn đề cuối cùng đó là trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù bất cứ lĩnh vực nào, chúng ta cũng phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mang lại cái lợi ích cho nhân dân, mang lại cái sự bình yên cuộc sống, mang lại cho toàn dân và toàn xã hội. Lúc đó nhân dân sẽ tôn trọng, ghi nhận chúng ta. Đấy là bốn phương cách để chúng ta củng cố cái lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an, làm nòng cốt để chúng ta đẩy mạnh cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời gian sắp tới. Vâng ạ, với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, đó cũng chính là một trong những phương châm của Công an Nhân dân, đúng không ạ? Kính thưa tất cả quý vị, hàng ngày hàng giờ thì có hàng ngàn các chiến sĩ công an vẫn luôn bảo vệ cho chúng ta để có được sự bình yên trong cuộc sống hàng ngày, trong từng giấc ngủ và sự bình yên trong từng thôn xóm. Có hàng ngàn chiến sĩ công an cũng đã chịu rất nhiều hy sinh với những đóng góp thầm lặng. Và ngay sau đây, xin được trân trọng kính mời tất cả quý vị đại biểu, các vị khách quý sẽ cùng hướng lên màn ảnh nhỏ của chúng tôi để cùng theo dõi những cái món quà, những cái tình cảm hết sức đặc biệt của người dân dành tặng cho các anh. Chúng tôi xảy ra những bất trắc hoặc những cái nguy hiểm xảy ra thì chúng tôi đều nghĩ đến công an. Công an là lực lượng để chúng tôi tin tưởng nhất và dựa vào. Chắc chắn là không thể không có công an được, bất kỳ xã hội nào cũng cần công an thôi, và lực lượng công an là đặc biệt quan trọng, mình nghĩ là không thể thiếu được. Với công an tỉnh Nghệ An phá được cái vụ án là 4 người chết ở Tam Hợp, đáng không phục. Nhờ có sự đấu tranh và giám sát và đi tìm hiểu thì lực lượng an ninh đã giảm bớt được cái tệ nạn đó, thì tôi thấy là đây là một cái lĩnh vực, mà lĩnh ngành nghề mà mình cần phải ủng hộ. Các anh ấy đã không quản gian khổ vất vả ngày đêm, rồi là trấn áp tội phạm, giúp đỡ nhân dân và giữ bình yên cho cuộc sống nhân dân. Công an Nghệ An thì họ đã không quản ngại về kể cả tính mạng mình để dám hy sinh để hoàn thành nhiệm vụ của... Mỗi khi ra đường, khi mà gặp được các đồng chí công an làm nhiệm vụ thì mặc dù rất phức tạp, xã hội phức tạp, nhưng chúng tôi rất yên tâm. Em thấy các chủ công an giao thông đã không quản ngày mưa nắng để giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho khu phố. Tôi của tài trẻ, tôi có nông nổi, tôi nhờ gọi là các chủ công an cảm hóa cho tôi, và ngày hôm nay tôi có công an việc làm. Em thấy công an Nghệ An lập được nhiều chiến công xuất sắc. Em rất muốn sau này trở thành một chủ công an để bảo vệ cho Tổ quốc. Vâng, những cái chia sẻ đó cũng chính là những cái tình cảm mà đối với tất cả người dân của chúng tôi sẽ luôn luôn tự hào với những cái chiến công, với những cái tình cảm, những trách nhiệm của các anh đã luôn luôn dành hết tâm nguyện của mình để bảo vệ sự bình yên cho Tổ quốc. Và có lẽ một lần nữa thì xin tất cả quý vị hãy dành cho chúng tôi, dành cho những người chiến sĩ công an của chúng ta những tràng vỗ tay thật đặc biệt. Và một lần nữa cũng xin được cảm ơn các đồng chí đã nhận lời tham gia với cuộc giao lưu ngày hôm nay, và chúc cho các đồng chí sẽ luôn luôn dồi dào sức khỏe. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời đồng chí Lê Xuân Đại, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, sẽ lên sân khấu tặng hoa cho các chiến sĩ công an cũng như là những người dân điển hình cho công tác an ninh quốc phòng toàn dân. Xuân Đại, đồng chí đại tá Nguyễn Hữu Cầu, chiến sĩ trẻ thượng úy Trần Văn Quyền và anh Đậu Huy Cường. Oh, 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 oh.
chiến sĩ công an suốt đời vì dân phục vụ. Người chiến sĩ công an suốt đời dành cho đất nước. Người chiến sĩ công an lòng trong sáng ngay trong đêm rằm, tình tươi thắm đóa sen trong đầm. Sau điều Bác Hồ dạy nguyện đi khắc trong tim. Người chiến sĩ công an giữ gìn niềm tin bảo đảm. Người chiến sĩ công an với mình cần kiệm liêm chính. Là chiến sĩ công an cùng thân ái giúp nhau trên đường, vì tổ quốc phải luôn trung thành, vững vàng giữa dòng đời dù gian khó nguy nan. Công an nhân dân là truyền thống biết bao tự hào, trái hoa bao thăng trầm cùng đất nước tiến lên. Và lập nên bao nhiêu chiến công vì bình yên nhân dân ước mong. Ngày đêm xa gì nỗi nhọc nhằn trên những tuyến đầu. Ngọn lửa quyết thắng của lực lượng công an nhân dân vẫn luôn được nêu cao ở bất kỳ giai đoạn nào. Thực hiện nhiệm vụ, các chiến sĩ công an Nghệ An luôn tận tụy với công việc, lấy cả tính mạng của mình để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Và tới đây thì chương trình giao lưu nghệ thuật Những đóa hoa trên quê hương Bác cũng xin được khép lại. Thay mặt ban tổ chức trân trọng cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các vị khách quý đã tới tham dự với chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin chúc cho các cán bộ chiến sĩ công an nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và luôn cháy mãi tinh thần và ý chí của người chiến sĩ công an nhân dân. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.